Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Sau cùng, Đức Giêsu tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn Bạn đường Chúa Giêsu, cha Hoàng Sóc Sơn viết về Thánh Francisco Xavier như sau: trong 10 năm truyền giáo, Ngài đã vượt gần 100.000 cây số đường biển trên những con tàu buồm mong manh để đến Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản và qua đời trên đảo Thượng Xuyên đang khi mơ ước vào Trung Hoa. Ai cũng phải công nhận Ngài táo bạo đến mức liều lĩnh. Đường biển thời ấy luôn bị đe dọa vì dịch bệnh, bão tố và hải tặc. Nhưng Ngài tin tưởng, nếu Chúa không cho phép, không có gì làm hại được Ngài. Với những lao nhọc và thành quả truyền giáo phi thường, Thánh Francisco được coi là một trong những nhà truyền giáo vĩ đại nhất trong lịch sử Hội Thánh, chỉ sau Thánh Phaolô. Đối với dòng tên, Ngài là nhà truyền giáo đầu tiên và số một. Ngài được tuyên thánh năm 1622 và được Hội Thánh đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Thánh Francisco đã sống chính lời Chúa dạy: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Trước khi Chúa Kitô phục sinh, sai các tông đồ đi loan báo tin mừng bằng những lời như trên, Chúa đã khiển trách các tông đồ đã không tin và cứng lòng đối với lời chứng của các chứng nhân. Người tỏ mình ra cho chính nhóm 11 đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy người sau khi người trỗi dậy. Như thế, Chúa rất coi trọng việc chúng ta làm chứng cho nhau. Lời của người khác nói về Chúa cho chúng ta, lời chứng của chúng ta nói về Chúa cho người khác đều cần thiết để mang lại đức tin cho mỗi người. Trước khi trở thành chứng nhân, chúng ta được mời gọi mở lòng ra để lắng nghe các chứng nhân. Trường hợp các tông đồ cũng thế. Trước khi các ngài trở thành chứng nhân của Chúa phục sinh, chính các ngài cũng phải lắng nghe bà Maria Magdalena đang khi bà thuật lại việc bà nhìn thấy Chúa phục sinh. Noi gương Thánh Francisco, chúng ta hãy trở thành những chứng nhân của Chúa. Chúng ta đã được nghe nhiều từ, biết bao lời giảng dạy của Hội Thánh. Đến lượt mình, chúng ta không có quyền thụ động, nhưng phải chủ động lên đường,
sẵn sàng nói về Chúa mọi nơi, mọi lúc, suốt đời mình như Thánh Phanxicô vậy. Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô Xavier, xin cho chúng con biết sống đời sống chứng nhân bằng tất cả mọi lời nói, hành vi, mọi biểu hiện công chính của chúng con. Xin cho chúng con luôn mang trong tâm tư mình ý thức truyền giáo, để luôn trở thành nhà truyền giáo bất cứ nơi nào chúng con hiện diện. Amen.